Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, cộng đồng người Việt tại New Orleans lên kế hoạch tổ chức một loạt sự kiện kỷ niệm 50 năm xa quê. Các lễ hội cũng như các sự kiện nhằm tôn vinh lịch sử và văn hóa Việt Nam tại New Orleans trong thời gian một năm từ tháng 4 2024 đến tháng 5 2025. Ban tổ chức hy vọng sự kiện này sẽ tạo điều kiện để cộng đồng người Mỹ gốc Việt suy ngẫm cũng như sửa chữa lành các vết thương tâm lý mà chiến tranh mang lại, đồng thời là cơ hội để kết nối với những người có cùng hoàn cảnh phải di tản do chiến tranh. Mốc thời gian 50 năm là một thời điểm quan trọng để chúng ta không chỉ nhìn lại quá khứ, mà còn để suy tư về những vấn đề hiện tại và tương lai của cộng đồng. Minh Thúy xin gửi đến quý vị phần 6, cũng là phần cuối của chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với ông John Hòa Nguyễn từ New Orleans. Chương trình do Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Trong lịch sử đó thì người Việt Nam mình khi mà quay tại New Orleans á, cái sự hiện diện người Việt Nam mình nâng giáo dục lên một bậc và nâng cái việc làm việc cao một bậc nữa. Có hai sự kiện mà tôi phải kể ra. Ngay sau Katrina, chúng tôi có những buổi nói chuyện với nhau, làm việc chung với những đoàn thể khác và những của người Mỹ đó. Thì trong một buổi nói chuyện có một cái mục sư ở cái trường về thần học của Baptist ở ngay trên đường Elysian Field, tức là ngay đường lớn đó. Ông tới nói chuyện thế này: các ông Việt Nam tuyệt vời lắm. Hỏi sao vậy ông? Baptist, công giáo Việt Nam đâu có người Baptist nhiều đâu. Ông bảo không, tôi nói về cái work ethics của các ông á, là vì cái maintenance của chủng viện của tôi đó có 5 người, trong đó có một người Việt Nam thôi, rồi sau này có một người nghỉ, thì ông Việt Nam bảo ông đừng mướn thêm người đó, tôi sẽ handle được. Rồi người thứ ba, người nghỉ còn 3 người, còn hai người Việt Nam, ông ta bảo là ông ta hỏi người Việt Nam có cần mướn không, ông bảo không cần đâu. Đến lúc một người Mỹ nghỉ còn một người Việt Nam, một người Mỹ, thì ông người Việt Nam mới nói rằng là bây giờ đấy ông mướn một người vô đi. Và sau đó khi ông ta nói rằng là sau khi có 3 người Việt Nam vô làm việc thay cho 5 người á, ông ta không có trục trặc gì hết, người Việt Nam có giải quyết luôn luôn làm ahead of time, tức là khi có trục trặc parts từ trước giờ là đồ dụng cụ sửa đó là phải đi mua, người Việt Nam tự động biến chế ra làm tiếp. Và ông ta bảo là từ trước tụi tôi bị máy lạnh điện rất là trục trặc rất là nhiều, có Việt Nam vô là khi thấy trục trặc họ giải quyết liền. Còn có một cái trường có bậc về ngành, cái ngành radiology, cái ngành đó hồi xưa ở trên Huma có 4 bác sĩ làm ở trong đó, người Việt Nam vô, bây giờ chỉ có 2 người làm thôi, 2 người Việt Nam làm việc cover cho cả department luôn. Thành được cái sự Việt Nam làm việc, người Việt Nam tuyệt vời lắm, rất là tuyệt vời. Và ngay sau cơn bão Katrina, các công ty lớn nói rằng là nếu không người Việt Nam quay trở lại đó, chúng tôi phá sản rồi. Thành từ người Việt Nam chúng ta tuyệt vời, xin quý vị tiếp tục khuyên nhủ con em giữ cái work ethics đó như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì mình cái physical appearance của mình á, mình nhỏ con, nói tiếng Mỹ không hay bằng người Mỹ, các em đi học đại học thì hay, nhưng mà cái dáng dấp mình vẫn khác. Thành thì nếu chúng ta cứ tiếp tục cái work ethics đó đó, thì tôi nghĩ rằng là người Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục vươn lên. Và chúng ta nhắc cái câu hỏi, cái bài viết của bà giáo sư, của ông giáo sư xã hội học viết là người Việt Nam dân số rất nhỏ so với tiểu bang, dân số tiểu bang 4 triệu, nhưng mà ảnh hưởng họ rất mạnh về văn hóa và kinh tế. Và chúng tôi dùng cái bài đó để chúng tôi vận động cho xây một cái trung tâm sinh hoạt Việt Nam tại New Orleans. Có một điều là không phải là chia sẻ mà tôi xin những người, các bậc phụ huynh, những người lớn là chúng ta thương người trẻ Việt Nam hơn một chút. Là thế này, các em sinh ra ở Mỹ, các em không biết gì về Việt Nam Cộng Hòa, không biết Cộng sản gì hết. Mà các em rất là muốn hiểu về Việt Nam. Thì tôi xin quý vị, khi nói các em, dạy cho các em có cái hồn Việt Nam, có cái tấm lòng cho đất nước Việt Nam, đừng nói về chuyện, đừng nói về đánh nhau.
sách vở chúng ta nói về đánh nhau rất là nhiều, mà chúng ta không nói về cái hồn của người Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam có những người như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, họ được gầy dựng ra và được tôn trọng không phải họ tài đánh nhau của họ, mà cái hồn của họ, cái tấm lòng họ dành cho đất nước của mình. Thì cái bằng chứng lớn nhất của chúng ta nhìn thấy gần đây đó là ông Tổng thống Zelensky tháng 2 năm 2022, khi cuộc chiến bùng nổ, thì bên Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh mời ông Zelensky đi di tản, đi tị nạn. Ông ta trả lời không, tôi sẽ ở lại để tranh đấu tự do cho dân tộc tôi và con cháu tôi. Đó là cái hồn của ông ta dành cho nước ông ta, và bà vợ ông ta đi khắp nơi cũng như vậy, và người dân người ta cắt tương lai của ông ta cũng như vậy. Nếu chúng ta có cái hồn Việt Nam thì trước khi chúng ta làm cái chuyện gì, chúng ta sẽ nghĩ tới cộng đồng Việt Nam, người Việt Nam chúng ta hơn. Thì tôi xin quý vị giúp cho các em gieo hạt giống trái tim Việt Nam, và giúp các em phát triển cái hồn Việt Nam, cái trái tim Việt Nam tại ngoại, vì đó là cái duy nhất còn lại cho người trẻ Việt Nam. Vì các em nói tiếng Việt không nhiều, các em nói tiếng Mỹ nhiều, mà nếu các em có cái trái tim Việt Nam, có cái hồn Việt Nam, thì chúng ta có người Việt Nam. Còn nếu chúng ta chỉ nói ngôn ngữ thôi đó, thì tôi sợ rằng là cái thế hệ kế tiếp không nói tiếng Việt được nữa. Mà nếu không có tiếng Việt và không có cái hồn Việt Nam, có trái tim Việt Nam, chúng ta mất. Thành thử tôi xin quý vị cái điều đó là giúp cho các em ý thức mình là người Việt Nam, yêu quê hương Việt Nam, và tạo cơ hội cho các em phát triển trái tim Việt Nam và cái hồn Việt Nam, thưa anh. Thưa với quý vị là cái biến cố 50 năm đó, nếu chúng ta chỉ tổ chức một ngày đó, nó uổng quá. Và chúng ta muốn dùng cơ hội này để gieo cái trái tim Việt Nam trong lòng người trẻ, thì thành thử chúng tôi ngồi lại với nhau và tổ chức chương trình tưởng niệm 50 năm suốt 12 tháng luôn, từ tháng 4 năm nay, bắt đầu vào cái việc chiếu phim Việt America. Và sau đó có mỗi tháng có một đề tài để sinh hoạt, như một đề tài về cựu quân nhân, đề tài về tuổi trẻ, đề tài về quê hương, đề tài về đất nước. Thì mỗi tháng chúng ta có đề tài sinh hoạt để giúp các em để nuôi dưỡng tâm hồn Việt Nam và gieo hạt giống trái tim Việt Nam trong lòng người trẻ Việt. Và như tôi có nói đó là cái museum ở dưới French Quarter đó đồng ý cho chúng tôi triển lãm hình ảnh người tị nạn, người Việt Nam trong suốt một năm, bắt đầu từ tháng 11 năm nay cho tới tháng 5 năm tới. Họ dành hai cái lầu, hai cái floor để làm đó. Và chúng tôi đang tìm những bộ quần áo, quân phục, cũng như những hình ảnh người tị nạn, rồi tị nạn như thế nào, trong tại tị nạn thế nào, và những hình ảnh tới New Orleans thế nào và làm được những gì. Và đó là cái niềm vui, hãnh diện, là vì sao? Bởi vì chưa một sắc tộc nào mà được cơ hội làm cái đó hết. Và có một cái đặc biệt nữa là cái chương trình tưởng niệm 50 năm này đó, anh em chúng tôi ngồi lại, chúng tôi dự trù là chúng tôi chi phí mất $100,000. Thì thành phố New Orleans đã cho chúng tôi 60,000. Quận Jefferson sắp sửa cho 10,000, và một người nghị viên thành phố sẽ cho 10,000 nữa. Chúng tôi có 80,000, thì còn 20,000 còn lại chúng tôi sẽ làm những cái fundraising nhỏ. Cà phê Limo là cái món, là nếu quý vị nhìn tại sao nó đặc biệt nha, nếu quý vị pha cà phê và sữa đó, một hồi nó lên cái lớp máng ở trên đó, mà cà phê sữa ở Cafe Limo nó có lớp máng ở trên đó, đó cái công thức đặc biệt họ sử dụng, thưa anh. Và đó là lý do tại sao người ta mê cái cà phê sữa. Bánh mê nhê thì nó như bánh tiêu của mình vậy đó. Các em học sinh dục, các em đại học đó, các trường đại học đó, các em làm buổi chiều rất là nhiều. Mà họ thích Việt Nam là bởi vì Việt Nam không có call in sick, không có gọi vô, hôm nay tôi bệnh, tôi đi làm. Người Việt Nam tới giờ đi làm, chứ họ không có nghỉ. Thành từ đó là cái điều mà chúng ta thấy là hãnh diện người Việt Nam, không phải là người lớn tuổi mà người trẻ cũng vậy. Chúng ta có cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng xin nói thêm rằng tiểu bang Louisiana là tiểu bang duy nhất trong 50 tiểu bang của nước Mỹ có luật cờ vàng. Dự luật này còn có tên gọi là SB 839, được Thống đốc Mike Foster ký vào lúc 11:30 ngày 15 tháng 7, 2003, sau khi Lưỡng viện Quốc hội thông qua với túc số gần như tuyệt đối. Theo luật thì cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của người Việt trên khắp tiểu bang Louisiana. Và cho dù Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ban giao với nước Mỹ, nhưng lá cờ đỏ ngôi sao vàng của họ nếu đem ra treo bất cứ nơi công cộng nào trong lãnh thổ của Louisiana đều là phạm pháp. Và cũng xin thưa, trong chiều hướng muốn ghi lại sự cần mẫn, tận tâm, thành thật và tinh thần cầu tiến của người Việt Nam
cần được duy trì và phát triển, cũng là một trong những sự kiện kỷ niệm 50 năm xa quê mà cộng đồng Việt Nam tại New Orleans tổ chức. Viện Sưu tầm Lịch sử New Orleans đã đồng ý dành hai lầu cho người Việt được trưng bày các hình ảnh về Việt Nam trước năm 1975, đời tị nạn, như các hình ảnh trong trại tị nạn. Thời gian đầu khi đến New Orleans, những sinh hoạt của người Việt trong cuộc đời mới và những đóng góp của người Việt Nam với thành phố và tiểu bang. Thời gian triển lãm kéo dài 4 tháng, từ tháng 2 cho đến tháng 6 năm 2025. Kính thưa quý vị, phần 6 vừa rồi cũng là phần cuối của chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với ông John Hòa Nguyễn. VATV xin chân thành cảm ơn ông John Hòa Nguyễn đã dành thời gian nói lên những cảm nghĩ của ông và những thông tin sinh hoạt của cộng đồng người Việt Nam tại New Orleans. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam của VATV. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.